Xin chào tất cả các bạn đã trở lại với channel của mình. Và hôm nay mình sẽ tiếp tục với series mua hàng trên mạng. Hôm nay thì mình sẽ mở hộp cho các bạn xem một đôi giày vải mà mình mua được trên Lazada với giá của nó là rơi vào khoảng 99k ở thời điểm hiện tại mình làm cái video này. Thì mức giá này mình cảm thấy thực sự là rất là rẻ nên mình đã quyết định mua một cái đôi này về mình dùng thử. Trên hình mẫu thì nhìn nó rất là đẹp, không biết cái hình thực tế thì nó sẽ như thế nào. Bây giờ mình sẽ mở hộp cho các bạn xem. Sản phẩm này là giày lười mọi nam. Giày lười mọi nam là dạng là giày vải các bạn. Đây. Đế khá là dày nhé. Lần trước thì mình cũng có mở hộp một cái đôi giày mình mua trên Lazada rồi, cũng tầm giá thế này. Mà cái kia là cái hộp nó tiếng Trung Quốc không, mà mình nghĩ là những cái sản phẩm này chắc của Trung Quốc. Đối với cái sản phẩm này với cái sản phẩm lần trước á, mình mở hộp á, thì mình cảm thấy cái độ hoàn thiện nó cao hơn. Và cái phần này không biết là có miếng lót dài không? Miếng lót này thì nó may dính vào mình không gỡ được. Còn những cái sản phẩm trước á, mình mua trên Lazada với tầm giá cũng tầm như thế này á, thì cái miếng lót này có thể lấy ra được. 99k, rất là đẹp. Nói chung là đẹp như hình mẫu, mình cảm thấy rất là ok. Đây là size 41. Đây, size 41 của mình. Và sản phẩm này thì mình có để link ở phần phía dưới phần video mô tả, các bạn có thể click vào đó và mua ha. Cũng khá là dẻo, được may cũng đẹp. Nói chung là với cái giá mà 99k một cái đôi giày thế này á, mình nghĩ là không có gì để các bạn phải gọi là chê nó cả. Rất là hợp với giá tiền. Nói chung là rất là hợp với giá tiền của các bạn bỏ ra. Đế cũng khá là mềm. Bền hay không thì mình phải sử dụng thời gian mình mới được, nhưng mình nghĩ là nó sẽ khá bền đó, không quá mau hư. Phần mở hộp giày trên Lazada mình mua online trên mạng đến đây là kết thúc. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi video này. Nếu thấy video này hữu ích thì hãy like, share và subscribe kênh để ủng hộ mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong các video tiếp theo. Và đừng quên là link mua hàng mình để ở phía dưới nha, các bạn có thể click vào đó và tham khảo nha. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hãy đăng ký kênh để chúng tôi có thể ra video thường xuyên nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều.